Vừa qua tại Hải Phòng, Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam đã tổ chức diễn đàn tập huấn kỹ năng lãnh đạo và phát triển doanh nghiệp dành cho nữ lãnh đạo. Tại diễn đàn, các nữ doanh nhân đến từ 25 tỉnh thành phía Bắc đã được tư vấn kỹ năng lãnh đạo và định hướng phát triển doanh nghiệp, chia sẻ thông tin về khởi sự doanh nghiệp và khởi nghiệp, kỹ năng điều hành, quản trị doanh nghiệp, cập nhật thông tin về pháp luật, chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện nay Việt Nam có khoảng hơn 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực có đông doanh nghiệp do phụ nữ quản lý và điều hành chiếm tỷ lệ cao, đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, hàng năm tạo ra trên 1 triệu việc làm mới và đóng góp hơn 40% GDP cho đất nước. Diễn đàn tập huấn được tổ chức nhằm hướng tới xây dựng hệ thống mạng lưới chuyên gia tư vấn nữ về khởi sự doanh nghiệp, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nữ làm chủ.